Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt ở ngay khu vực chỗ này là cái đường Phan Trung quý vị, đường năm cũ á. Đi thẳng cái đường này qua là chúng ta sẽ ra cái đường Dương Tử Giang, rồi đi qua khu vực đường Nguyễn Ái Quốc. Phú vừa mới đi công việc về xong, tiện thể đi qua cái đoạn chỗ này thì lại quay cho quý vị xem. Chỗ này quý vị thấy có cái quán cà phê 199 chơi theo phong cách Hồng Kông. Bây giờ Biên Hòa rộ lên cái phong trào Hồng Kông, quán nào cũng phong cách Hồng Kông, có thời gian thì quán nào cũng theo phong cách Hàn Quốc, giờ quán nào cũng theo phong cách Hồng Kông. Các bạn trẻ hay gọi vui là Hồng Kông bên Hông Chợ Lớn đó, hoặc là Hồng Kông bên Hông Biên Hòa. Quý vị thấy con đường này, quán xá này đông vui không? Đấy, đông vui lắm quý vị. Những quán cà phê buổi sáng đắt hàng quá trời. Cho nên là kinh doanh cái gì ế ẩm không biết, nhưng mà cà phê thì lúc nào cũng ok vậy ha. Cà phê rất là ok, không mà sợ không bán được hay sao đó, nào rất là ok. Chỗ này chúng ta đi qua một cái đường ray xe lửa này, cái đường ray xe lửa ngay khu vực nhà lao B5 ngày xưa đó. Cái đoạn đường chỗ này thì nếu mà ngày thường nó không có gì quý vị, rất là vắng. Bên phía bên này này, bên phía bên này đường, và bên phía này là cái đất của nhà lao Tân Hiệp. Bắp Mỹ sổ rẻ. Đó, chúng ta sẽ gặp cái đường Nguyễn Ái Quốc cắt ngang đó quý vị. Cập nhật một chút hình ảnh hàng ngày đường phố Biên Hòa cho quý vị xem. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Chúng ta ra cái đường Nguyễn Ái Quốc rồi quý vị. Thẳng cái hướng đường chúng ta đi về ngã ba Hồ Nai. Ê, cũng là tiếp tục cái hành trình trên đường Nguyễn Ái Quốc quý vị. Vừa mới qua đường mua ít đồ xong, giờ lại tiếp tục cái hành trình. Cái đoạn đường chỗ này là phường Tân Tiến nha quý vị. Phường Tân Tiến và phường Tân Phong. Bên tay phải là phường Tân Tiến, bên tay trái là phường Tân Phong. Trên đường Nguyễn Ái Quốc. Đường Nguyễn Ái Quốc thì hồi trước có tên là quốc lộ 1K đó quý vị. Tên cũ là quốc lộ 1K. Ngày sau này thì người ta đổi tên lại là đường Nguyễn Ái Quốc. Nói chung là các con đường ở Biên Hòa là về sau này đổi tên, đổi tên chữ hết chứ không có đường số nữa. Chỉ có đường 30 tháng 4 rồi đường Cách mạng tháng 8 là có số thôi. Những con đường khác là có tên hết, tên chữ hết.
Dạo này ở khu vực Biên Hòa thì cũng thấy là có rất là nhiều những cái quán ăn sáng, thậm chí là ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, nói chung là những cái quán ăn người ta mở ở dọc lề đường, ngoài đường lớn này này quý vị. Đó. Rồi kê bàn nhựa ra ngồi bán lề đường. Nói chung là người ta bán như vậy thì giống kiểu là bán không có cần phải xin phép gì hết quý vị. Không cần xin phép rồi không cần phải thuê mặt bằng hết á. Cái việc là mở ra là bán thôi. Bán như vậy thì Phú thấy là có vẻ khá là nguy hiểm. Bởi vì nó là đường lớn ấy, cho nên nó khá là nguy hiểm. Còn nếu mà bán ở ngoài đường mà trong xóm thì nó ok hơn, nó nguy hiểm hơn. Khu vực chỗ này là ngã tư Tân Phong quý vị. Đi ngược hướng về ngã ba Hồ Nai. Quý vị thấy cái khúc chỗ này nè. Cái khúc chỗ này người ta đang làm lại cái giải phân cách. Đấy. Ta kê sắt ở dưới vậy thấy không? Đó, kê hai cây sắt như vậy để người ta đổ bê tông vô. Đó, cái này là cắt cái đường xuống, cắt cái đường xuống sâu khoảng cỡ một tấc, khoảng cỡ 10 cm. Bắt đầu là đổ bê tông. Đó, đổ bê tông cho nó có chân sâu xuống dưới. Làm như vậy mà xe nào mà xe máy á, mà chạy mà lỡ tông vào đó một phát một á. Phú nghĩ chắc cái người biết nó bay tới tận đâu luôn. Tại vì cái quý vị nhìn cái hàng rào nè, cái hàng rào này á, khi mà có tai nạn á, mà là xe máy tông vô á, thì cùng lắm là chỉ đổ cái rào này thôi, rồi nó nằm gần gần đây thôi. Nói chung là cũng cũng là bị thương tích nhưng mà nó còn đỡ. Chứ còn nếu mà khi mà người ta đã đổ cái bê tông ở dưới rồi đó mà ai mà xui mà bị tai nạn một cái một không nghĩ chắc không biết là tông một cái không biết là chắc người bay lên tới trời. Kinh khủng, rất là sợ quý vị. Đây là tới đoạn này Hú cho quý vị xem ở cái đoạn bắt đầu chỗ này là người ta đã làm được một đoạn rồi nè đó. Đó vậy thấy không, người ta đã đổ bê tông được một đoạn rồi nè đó các bạn thấy, có nghĩa là người ta cắt cái đường đào xuống tầm cỡ một tấc 10 cm á để cho nó có cái chân ở dưới đất, bắt đầu là đổ bê tông lên cao lên cỡ một tấc nữa đấy, xong bắt đầu là người ta mới gắn những cái giải phân cách này vô. Cho nên là ông nào mà lỡ tông vào đây là cực kỳ nguy hiểm luôn đó. Còn này xe lớn thì có nghĩ chắc không sao đâu. Tại một tấc thì xe lớn ấy, cái bánh xe nó to, nó chạy qua luôn cũng được, không sao. Xe cỡ xe máy mà anh chàng thanh niên nào mà đang gọi là máu lửa quất vào một cái một thì không biết là bay tới tận đâu. Nói chung là người ta làm như vậy cũng là để tránh tình trạng là tai nạn giao thông thôi quý vị, chứ cũng không có ý gì xấu, nhưng mà cái hệ lụy để lại thì kinh khủng vô cùng. Hiện tại bây giờ thì ở trong thành phố á, là những con đường trong thành phố là người ta đều có cái giải phân cách như thế này đó, nhưng mà tai nạn nhiều lắm quý vị, tai nạn nhiều do dân tình chạy dữ quá, chạy là quất vô là banh hết.
Thật sự những cái giải phân cách này sửa chữa rồi thay thế liên tục quý vị. Không nghĩ cái tiền mà sửa chữa thay thế không rất là nhiều luôn đấy. Đó. Cho nên là người ta phải làm cái biện pháp mạnh như vậy thôi. Ông nào mà không chạy cẩn thận mà cứ ham hố ra sát là sát cái chỗ giữa đó, lỡ một quốc vô một cái một thì thôi rồi luôn, môi ở lại răng đi. Nhiều khi ở trong thành phố này cứ nói không chạy nhanh nhưng mà càng trong thành phố chạy càng nhanh quý vị. Chạy khiếp lắm. Mà nếu mà bình thường á, đi xe máy như này á, quý vị biết không? Chạy bình thường cũng phải chạy là khoảng 40 hoặc là 50 km trên giờ. Chứ nếu mà chạy ít hơn nó chạy không được, thực sự quý vị là chạy không được. Cái xe nó rất là chậm, chạy không được. À, chỉ có đi quay giống như Phú nè, Phú đi quay cho quý vị xem, quý vị nhìn đồng hồ nè, nó cứ nhích nhích là tầm khoảng cỡ 5, 10, 15, kiểu kiểu vậy, thì chạy chậm như này được. Chứ còn nếu mà nói là đi công việc hoặc là đi đâu đó, chạy này chạy không nổi, chạy này cả ngày mới tới nơi được luôn á. Nó chậm chậm nó rất là khó chạy quý vị. Gặp mấy cái xe Chicago nữa em chậm rồi nó tắt máy luôn khỏi chạy. Nghĩ cũng khổ quý vị ha. Cầu xanh máu nha quý vị.